nho thân gỗ tàn phong, có bộ đế ươm đá cực kỳ Trước mặt của anh chị đây là cái cây siêu phẩm bên nhà vườn Khánh Võ nhà của anh chị. Cây nho thân gỗ ôm đá cực kỳ độc lạ luôn. Cái cây có bộ rễ nè, ôm sát đá luôn. Mà để mà tìm được một cái cây mà ôm sát đá này mà có cái dáng hình uống như thế này thì không có chỗ nào có luôn nha quý anh chị. Phần rễ mà nó lộ lên cao như thế này thì nó một đoạn nó khoảng tầm 40 cm. Phần đoạn này thì nó ôm kín cái phần đá luôn nè. Này nó uốn cong uyển chuyển nhìn nó rất là đẹp. Cây này phải dưỡng rất là lâu và chăm chút nó kỹ đó. Mình nhìn cái phần tán ở phía trên nè, những cái phần nhánh này nó chìa ra đều mọi hướng á. Nhìn từ xa xa mình nhìn giống như là cây thông vậy đó. Cây trái thì anh chị mọc như là sung chi chích luôn. Quý anh chị mình có quan tâm thì liên hệ với nhà vườn Khánh Bảo anh em sớm nha. Số điện thoại quen thuộc 096 234 7777 hoặc là 092 848 447. Hoặc là mình có thể ghé vườn xem cây trực tiếp ở nhà vườn nha. Cây này đang ở tại vườn nha quý anh chị, cây rất cực là kỳ đẹp. Đẹp. Hotline 096 234 7777 tư vấn chụp hình cây thật tại vườn. Địa chỉ vườn số 15 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100 m. Website nhavườnkhanhvo.vn.